Hello mọi người, hiện giờ mình đang ở một cái cơ sở đá mỹ nghệ, cơ sở cái đá mỹ nghệ Dung Tuyết Kiên Văn Thị Lễ đá Phong Thủy. Wow, ở đây là đủ mọi thành phần mà làm từ đá. Đây là họ làng nghề của cái của cái xứ Đà Nẵng này. Wow, và họ trưng bày sản phẩm và có thể bán luôn cho mình. Nhưng mấy cái này rồi mua về làm sao giác đi đâu được trời, đủ loại tác phẩm mà nó từ đá ra không, hay quá, bằng tay con người ở làng nghề này. Cái tượng Phật này bằng đá cẩm thạch nè, phải không ta? Mà đá gì ngộ quá, rất là hay. Quá trời luôn. Đây những nghệ nhân, những nghệ nhân. Rất là hay, đá thiên nhiên họ tạc luôn, rất là quá trời luôn. Wow, cái này làm sao hay vậy ta? Bạn cho bộ hỏi con. Đây cái trưng bày sản phẩm. Trời ơi đẹp quá đẹp. Wow, đây là hoàn toàn bằng đá hết nha. Wow, cái tô này không là 19 triệu hả? Còn cái bàn này cái bàn này bằng đá nè, nguyên cái bàn đá 130 triệu gồm 4 cái ghế luôn. Cái bàn này đẹp quá, bằng đá cẩm thạch các màu xanh, 150 triệu. Quá đẹp, đẹp quá. Đây là nghề của mỹ nghệ, là nghề làm bằng đá tạc, cái bằng điêu khắc đá của làng nghề ở Đà Nẵng. Có nhiều tác phẩm rất là đẹp, rất là hay. Ở đây có để giá luôn, mỗi cái mỗi để giá luôn. Này là 42 triệu nè, đá gì ngộ quá. Làng nghề. Wow, ở đây bằng đá nha. Này 3 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi cái cây này. Bằng đá 3 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi cái cây. Có vàng nho, làm đẹp quá. Ê, rồi một thằng quỷ thơ quan này tối ngày thằng bài tao đang chiêm ngưỡng mỹ nghệ mà mày làm hay quá. Cái này bằng đá luôn hả, đẹp quá. Đây con cá rồng 38 triệu, con cá là con cá gì ta, tôi quên mẹ nó tên cái gì mà long long á. Quá trời sản phẩm, ở đây là quá trời độc đáo. Mà cái hay, trời ơi, cái bộ sofa, bộ salon bằng đá. Wow, tuyệt vời. 14 tỏi. 14 tỷ. Trời ơi. Mười này bốn cái đôn bằng đá, một cái bàn bằng đá, hai cái trường kỷ, một cái trường kỷ, một cái đấy. Wow, 14 tỷ. Một bộ bàn bằng đá. Đây. Trời ơi, cực kỳ cực phẩm luôn.
mình không thể ngờ được đá mà làm sao họ tạc được người ta nguyên khối hả? Anh nghĩ chắc là cũng ráp nối, tự cho là ráp nối đây, nhưng mà quá ư là công phu. Ôi ôi, cái này mát lạnh à, đây giá bán sản phẩm gì đây, không biết, thấy không có rõ chữ, thấy không rõ chữ. 10 tỷ hả? 10 tỷ phải không? Ừ thôi, không có rớ nổi cái này rồi. Này rõ, thấy rõ, 58 triệu. Quá cực phẩm luôn. Quá đã. Trời, cá này bằng đá 32 triệu, con này không 32 triệu. Không phải 100 triệu đâu. Cái này 100 triệu là tao rinh liền á. Cái bộ sofa này mà 100 triệu đâu, không phải đâu. Hồi nãy anh trai kia cho nó, anh trai kia cho nó là 14 tỷ, 14 tỷ cái bộ sofa này không nè, chứ không phải là 100 triệu đâu. Cái số nó viết mà mình mờ quá không thấy, bị ta người ta lấy tay người ta rờ hoài đó, tao coi kỹ coi. À, hình như 10 tỷ. Cái này là hình như là số 10 với chữ T phía sau á, chứ không phải là số 1 đâu. Mà nó mờ quá. Hình như 10 tỷ. Ồ, mấy cái độc bình này còn mà hay quá, làm sao hay quá, bằng đá mà làm sao họ làm được vậy ta. Wow, trời, cái này là hồng ngọc nè. Ồ, kinh khủng quá. Coi con này là bao nhiêu, 150 triệu. Cái con này là 150 triệu. Con cá kêu bằng cá gì long long á, cái gì tao quên mẹ nó cái tên rồi. Quá đẹp, cực phẩm luôn. Gì ủng hộ con cái đi Thì chú. từ từ chú coi, cái gần đây là người người đẹp bán hàng. Con, cái bộ con ơi, cái bộ sofa mà cái bộ sao mấy hả, 1 tỷ mốt hả? Một tỷ mốt, 1 tỷ mốt chứ không phải là 14 tỷ, tại vì cái số nó mờ quá cho nên sao 1 tỷ mốt. 1 tỷ mốt thì cũng 50.000 đô, 50 ngàn. 50 ngàn đô. Cái bậc trà là uống nước này qua coi chứ. Cái trà này nó còn nước này, cái này cô này. Cô đây. Hay quá, lạ luôn, kinh khủng luôn. Đây là một cái hàng bán mỹ nghệ điêu khắc từ đá mà ra, hoàn toàn bằng đá hết. Nhưng mà nó lạ lùng quá, ở đá Việt Nam mình thì cũng có nhiều cái mỏ đá rất là màu sắc rất ư là lạ lùng mà đẹp quá đi. Trời, ông Phật làm bằng đá hồng, đá thì hồng ngọc không phải. Đây đây. Nên là đá ngọc hoàng long là giống bộ bàn đây chú nè, đó 6 triệu 6 triệu. ngọc hoàng long á, nên là ngọc trắng. Mình chế nước sôi vô nó có bể không? Không, bây giờ ngọc này dễ gì mà vợ chú mua sứ rồi mới vợ chứ, hàng ngọc này chú dùng trà ngon Là bao dữ lắm. nhiêu vậy? Này 4 triệu rưỡi, này 6 triệu nè, này 8 triệu rưỡi đó. Mình có tiền mua bộ nó về dùng trà ngon, mình lớn tuổi mua bộ về dùng trà. Này ngọc là chú dùng cả đời luôn, chú mua sứ chú mới sợ vợ chứ còn riêng hàng này chú không có sợ gì hết. Lý dưỡng có độ ẩm nắng rất là lâu. 6 triệu. Nhưng mà cái bộ này nó là không đẹp bằng bộ này. Bộ này nó có cái chạm khắc cái con rồng. Con rồng này chắc con rồng này dán vào phải không? Đúng rồi. Mắc quá mua không nổi. Cô này 4 triệu rưỡi thì vừa tiền cô này. Cô
4,5 triệu mất quá. Nhưng mà đắt gì cô, nó còn mười mấy 20 triệu có, nhưng mà bây giờ ây da, thôi được rồi, để chú tham quan. Trời ơi, trời ơi là trời, đẹp quá đi, nhưng mà cái điều nó mắc cũng đâu có để nổi giờ. Mình không cần phải trời ơi, cái con kỳ lân này nè, 32 triệu đó. Bố thì thực dụng cho nên trời ơi, mấy cái đồ này là dễ vỡ. Triệu tư. Cái này là đi đứng cẩn thận nha, vào là đổ nợ đấy. Ồ. Hả? Tủ mà sao mà va được? Mình cầm ra mới rớt thôi. Nghe hả? Ồ, mấy cái trái châu này đủ sắc màu hết. Hay. Quá trời đủ màu sắc cả. Hay ta. Đá, trong đá mình mà nó cũng có nhiều cái màu gì. Quá hay luôn, phải công nhận quá hay luôn. Quá hay là ở đây cái chỗ là mình ngạc nhiên là trong cái đá thiên nhiên á, nó vẫn có đủ màu sắc nha, đủ màu sắc, và ở đây toàn tạo bằng đá cả. Cái này người trong nghề tôi gọi là bằng gì, bằng ngọc à? Không phải ngọc đâu nè. Cái này đâu phải là Ủa sao làm sao hay vậy? Khắc ba đê ở trong đó. Ồ, khắc ba đê hay quá, cái này đẹp ra. Bao nhiêu một con? Cái này 1 triệu 1 quả. 1 triệu 1 quả. Luôn cái chân này hả? Dạ luôn chân chứ. Bỏ bình vô xài. Bỏ bình thôi đúng. Có 3 bình bình nha chứ mấy. Này 3 bình bình. Ờ ok, cái này mua được hả bà? Dễ xài lắm. Mua gì để bàn uống nước. Bình cũng ác đi cô nè. Bình cũng ác là cũng ó gì cũng được hết cho con, dễ dùng mà. Tại vì nó dễ xài. Ê, tuổi tôi đó. Không, cái này mình trang trí cho đài cô, trời ơi, con rồng kìa, đổ màu nè, đẹp ghê chưa, mà nó khắc 3D nằm trong cái ruột của cái thủy tinh này hả? Mà làm sao khắc được hay vậy? Máy móc rồi đó, giờ không có tiền thôi, chứ có tiền cái gì nó làm được hết á. Quá đẹp luôn. Nay là thời đại công nghệ số mà. Lấy tiền nước, cắt được sắt, cắt được đá. Thì biết rồi. Nhưng mà tao hỏi chút xíu là tất cả những cái đồ trong này là toàn là bằng đá, dạ, đá thiên nhiên, đá và ngọc thiên nhiên hết. Ô, anh chàng này rất là hay. Con làm ở đây hả? Con làm ở đây. Con là nhân viên ở đây. Ok, ok. Ý bố muốn hỏi là ở đây nó có những màu sắc như vậy, là cái màu sắc là thiên nhiên, thiên nhiên luôn hả? Ồ, wow. Bởi thấy mình nghĩ lạ là cái điều là mình mới thấy lạ một cái điều. Anh nè, anh chú thấy nhìn, chú thấy nhiều cái quả nè, thạch anh nè. Thạch anh hả? Cái quả nhỏ xíu này nè, mà 20 triệu nè. Ồ, 20 triệu. Dạ, chú thấy không, chú thấy không, kinh khủng không? Nhưng mà những cái quả này là rất rẻ. Cái này là thạch anh nó nâu, là nó trong suốt lại đây. Đây cái gọi là canh xích, gọi là thạch anh nâu này, nó trong suốt xuyên qua nè. Ồ, thạch anh, thạch anh non. Dạ, đúng rồi. À, tôi gọi là crystal đó, phải không? Crystal đó, quá hay. Ok, mình đi coi mà, đi phiến clip mà. Ồ, quá hay luôn. Đây là đá thạch anh tím đấy chú. Thấy rồi, thấy đẹp quá. Cái này là cứ để trong nhà là hút tài hút lộc đó. Thấy nó gọi bén quá ha. Thạch anh tím đó, cái đó là hút tài hút lộc. Thôi để chú coi. Con trâu này chú tuổi con gì? Trâu ra mua đồ lắm rồi. Tao tuổi con rồng. Rồng cái lá rồng đẹp nè. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, nhưng mà bả
xã không cho mua à? Ừ, đang lấy kim đó. Thì chắc đi trong này lạng hoạng mà không né, hoặc là chèn hơn kia mà nó ngã xuống là thôi, coi như đời mình tàn luôn nha. À, ở đây làm mướn suốt đời luôn. Ôi, ôi tao khoái cái bộ bàn ghế này quá. Nguyên cái bộ này bằng đá toàn bộ 1 tỷ. Đi. Ok thì thôi tạm dừng cái like đây nha các ba các bác. Rất là hay đẹp. Rồi có cái gì tôi bố quay lại. Rồi. Trời ơi ngọc đen thù lùi à. Rồi đi. Rồi ok. Bye bye mọi người. À, Việt Rai ở Đà Nẵng, làng mỹ nghệ và ta thủ công điêu khắc đá ở Đà Nẵng. Ok, thôi bye mọi người nha. Có gì chút xíu đi tới đâu tới like thêm cái đó.